Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời này ngắn lắm. Ai cũng cần phải nỗ lực, cố gắng để có cuộc sống như ý muốn. Chúng ta hãy thử nghe lời Phật dạy để luôn có quý nhân, trợ vận, hạnh phúc như ý nha. Thứ nhất là sống không tham niệm. Sống không tham niệm cũng là một trong những lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ trong lòng rằng tất cả những người đang ở bên ta đều có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, trở nên tham lam, mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình. Người dù tốt với mình, nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Ngay như bố mẹ, với tình yêu thương vô điều kiện với chúng ta, cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp bên ta, che chở bao bọc cho ta mãi được. Chuyện phận hữu hạn dài ngắn khác nhau, quý nhân lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là bản thân mình. Quá dựa dẫm tham niệm vào sự hỗ trợ giúp đỡ của người khác, mong ngóng quý nhân xuất hiện mỗi khi khó khăn, mà không có sự cố gắng của chính mình thì chắc chắn sẽ có ngày rơi vào cảnh bơ vơ hụt hẫng. Thứ hai là sống lương thiện, yêu thương mọi người. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình. Song con người cũng là giống loài biết tư duy. Nghe Phật dạy làm người, lương thiện làm việc không cần cố gắng. Tiết chế ích kỷ của mình, lòng lương thiện sẽ mạnh lên. Người có tấm lòng lương thiện luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người, vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến. Bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm một phần công đức. Ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành. Sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu. Nghe lời Phật dạy, tấm lòng lương thiện sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. Thứ ba là sống khiêm nhường. Sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết. Theo lời Phật dạy, con người ta sống trên đời phải biết học hành khiêm tốn. Đó là đức tính mà ai cũng cần tu dưỡng. Dù có cao sang quyền quý đến đâu mà khinh khi người xung quanh mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy nỗi khổ cho mình. Dần hào quang trên đầu cũng sẽ dần biến mất. Nhưng khi học được hạnh lắng nghe, khiêm tốn, dù giàu hay nghèo, thì cuộc đời cũng sẽ được thêm nhiều dần hào quang bao bọc. Quý nhân cũng từ đó mà ra. Thứ tư là sống biết hàm ơn. Uống nước phải nhớ nguồn. Con người ta không ai có thể trở thành người tốt nếu quên đi gốc gác nguồn cội của mình. Cũng sẽ chẳng có được phúc báo tốt lành khi quên đi người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Quý nhân có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta, là người giúp chúng ta từ việc nhỏ nhất trở đi. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không bút gì có thể tả xiết. Đó là quý nhân đầu tiên của đời ta. Tiếp bước vào đời, ta được quý nhân là thầy cô chỉ bảo giảng dạy cho ta. Lại có thêm quý nhân nữa là bạn bè luôn ở bên yêu thương giúp đỡ ta. Biết ơn người từng giúp đỡ mình cũng là cách để thu hút vận quý nhân. Những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta đều mang một ý nghĩa nào đó. Hà cớ gì phải đi đâu xa xôi để kiếm tìm quý nhân. Thứ năm là sống quyết đoán, biết hành động đúng lúc. Đừng nghĩ rằng ta chỉ có thể thành công khi có quý nhân trợ giúp. Theo lời Phật dạy, người chín chắn trưởng thành khi có ý tưởng tốt, đã suy nghĩ kỹ càng thì nên lập tức hành động,
chớ nên do dự đắn đo để lỡ thời cơ. Cách gặp quý nhân cực dễ chính là bản thân bạn phải tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, thì khi đó sẽ dễ được quý nhân trợ giúp. Người chưa làm đã lo thua thiệt, thì dù có quý nhân bên mình cũng khó làm nên chuyện. Thứ sáu là sống có khí phách. Quý nhân sẽ ưu ái giúp đỡ những người có khí phách, bởi ở họ luôn toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Quý nhân cảm nhận được rằng sự trợ giúp mà mình dành cho họ sẽ thực sự đáng giá và đem lại kết quả tốt. Người có khí phách, có ý chí, có tham vọng, có ham muốn học hỏi để không ngừng tiến bộ, vượt bậc. Họ không giấu dốt, không ngại thể hiện ra mình còn có nhiều thiếu sót và bày tỏ tinh thần cầu tiến, nên được quý nhân hỗ trợ. Còn với những người so đo tính toán, không kiên định, dễ thay đổi, lại sợ mất thể diện, thì dù có được quý nhân trợ giúp, chưa chắc họ đã chấp nhận và vui vẻ làm theo. Phật dạy về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì tham. Phật dạy, ba nỗi khổ cũng là ba nguyên nhân dẫn tới khổ đau của con người là tham, sân, si. Trong đó, chữ tham đứng hàng đầu. Vì lòng tham nên mới sân hận, vì tham nên mới si mê, u tối. Dục vọng từ tham mà ra, cũng vì tham mà lớn lên thành nghiệp ác. Tham lam không phải là bản chất của con người. Phật dạy rằng, bất kể ai sinh ra như tờ giấy trắng, đều có trái tim thuần hậu và thiện lương. Nỗi tham lớn dần lên theo năm tháng, theo những điều mà con người muốn sở hữu và đang sở hữu. Càng có nhiều thì càng tham nhiều, càng mong nhiều lại càng tham nữa. Dục vọng không bao giờ dừng lại. Lòng tham tạo nên dục vọng, và dục vọng phóng đại lòng tham. Nếu không biết tiết chế, kìm nén lòng tham, thì chắc chắn con người sẽ rơi vào tai họa. Vì như Phật đã nói, lòng tham nổi lên, phúc đức tiêu tán. Dù làm trăm ngàn việc tốt, cố gắng tu tích thế nào mà không buông bỏ được lòng tham, thì tai họa dẫn đến, phúc lộc vẫn bay đi, không giữ lại được gì. Mà tham thường đi liền với ác. Vì tham nên làm ác để thỏa mãn thứ mình muốn, làm ác để thỏa lòng tham vô bờ bến. Người xưa có câu, người sống thiện họa sẽ rời xa, cho dù phúc chưa tới. Người sống ác, phúc sẽ rời xa, cho dù họa chưa tới. Đừng nghĩ rằng tham mà không bị báo ứng. Nhân quả luôn có, dẫu rằng đến muộn. Con người sống giữa nhân sinh là đều thuận theo luân hồi nghiệp báo, không ai tránh được, càng không ai thay đổi được. Vì thế, Phật dạy buông bỏ lòng tham, tu tâm dưỡng tính, chính là việc đầu tiên để tích đức hành thiện. Muốn thiện, trước hết phải hết tham. Muốn phúc, trên hết là phải biết đủ. Không tham lam, không vọng tưởng, thì hạnh phúc ngay trong phút giây ấy, phúc đức ngay trong phút giây ấy. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó là đại trí tuệ. Cuộc sống là vô hạn, đời người là hữu hạn, cũng như thứ trên đời này là vô hạn, khả năng của con người là hữu hạn. Cứ níu kéo những điều không thể thuộc về mình, dành những thứ vốn không thể với tới, chính là một loại đau khổ, một loại hành xác. Từ bỏ tham lam, sống đời bình an. Tham lam là liều thuốc độc. Đức Phật chỉ về ba điều khi người ta mất đi mới biết, khiến ai nấy đều vô cùng sửng sốt. Con người ta mệt mỏi cũng bởi sân si. Càng tham ái sân si nhiều thì càng mệt mỏi. Vì thế, trước khi rời bỏ cuộc đời này mà đi, nhất định phải học được ba điều này. Hãy cùng đọc câu chuyện sau đây. Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa.
Nhưng một ngày kia, mắc bệnh hiểm nghèo, ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc. Ông cứ theo đó mà làm. Hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Vị tỷ phú về nhà, trong lòng phấp phỏng hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc: hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút. Làm liên tục như vậy 21 ngày. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngã lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt, một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy. Trái tim ông bỗng thổn thức. Chưa bao giờ ông có được cái cảm giác thoải mái như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày. Trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cầm cuội đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi sự xúc động. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ ba: tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bài cát. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết và lại cuốn đi. Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế. Thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Thì ra, con người ta chỉ cần học được 3 điều trên thì sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Thứ nhất là nghỉ ngơi, thứ hai là cho đi, và thứ ba là buông xuống. Là người nhất định phải biết nghỉ ngơi. Phật giáo cho rằng trong xã hội này có 2 loại người: một là quá tham lam, mong muốn và theo đuổi sự thành công, mong muốn kiếm tiền, ham muốn sao cho mình không ngừng vươn xa hơn nữa; còn loại người thứ hai là sống không có mục đích, không có chí tiến thủ. Nhưng chúng ta cần nhận thức rõ rằng có người mới được ít đã thấy đủ, có người biết đủ và cảm thấy vui vẻ. Đây là 2 dạng người không giống nhau. Người được ít mà thấy đủ chính là người chỉ cần được chút ít đã xem là đủ. Người biết đủ, cảm thấy vui vẻ chính là người có nhiều cũng cảm thấy đủ, có ít cũng cảm thấy đủ. Có được nhiều thì càng tốt, có được ít cũng không sao. Họ không để mình cảm thấy đau khổ, không làm tổn hại đến người khác. Đó chính là biết đủ, sẽ cảm thấy vui vẻ, tri túc. Nếu một người nào lao đầu vào kiếm tiền, không chừa thủ đoạn nào để theo đuổi thành công và tài phúc, mà không biết dừng nghỉ, sẽ có ngày cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Theo đuổi những chân trời viễn mộng khiến ta rất đau khổ, rất căng thẳng, bởi vì khi ta đã giành được nó, ta lại sợ sẽ mất đi. Sau khi mất đi thì lại muốn giành được nó. Cũng gần giống như việc đánh bạc, mong muốn tất cả những đồng tiền ở túi kẻ khác là tiền của mình. Bị thua lại mong thắng, thắng được rồi lại muốn thắng nữa, không bao giờ biết thỏa mãn. Người thông minh là người biết nên làm
và nên nghỉ ngơi hợp lý. Có như thế mới cân bằng cuộc sống và an nhiên tự tại. Đồng thời, con người sống cũng phải biết cho đi. Trong cuộc sống này, những gì ta cho đi bằng tình người mới thực sự đúng nghĩa là cho, mà không phải là sự trao đổi hay mua bán dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, nếu ta biết cho đi những giá trị vật chất để giúp đỡ hoặc chia sẻ khó khăn cho người khác, thì đây chính là cách giúp ta có thể nhận lại được niềm vui và hạnh phúc, bởi trong ta không có sự toan tính. Khi cho đi mà chúng ta không kèm theo bất cứ một điều kiện hay sự mong cầu nào, thì chính ngay khi ấy chúng ta đã nuôi dưỡng được lòng từ bi vô hạn. Khi ta cho mà không có sự tính toán, thì sự cho ấy mới là cao thượng, nên ta sẽ nhận được sự an lạc hạnh phúc. Còn một điều nữa, đó là phải học cách buông xuống. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham, sân, si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả, thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si, của mạn nghi, ác kiến, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm thôi rồi quên hết đi, cho đời mình được an vui. Tham lam là một liều thuốc độc, và dục vọng lại là con dao hai lưỡi. Có một cuộc sống ổn định rồi vẫn muốn theo đuổi sự thoải mái, có cuộc sống thoải mái rồi lại muốn hưởng thụ những vật chất xa hoa. Nếu dục vọng không có điểm dừng, thì con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, và cũng không bao giờ tìm kiếm được niềm vui. Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Bạn sẽ thấy rằng bản thân mình là người giàu có nhất trên cõi đời này. Bạn nên biết rằng khi bạn cả đời lao động vất vả, và khi đến tuổi về hưu, có nghĩa là bạn đã làm xong nghĩa vụ với đất nước, với gia đình và với bản thân mình. Đây là lúc bạn phải buông tất cả để niệm Phật và tu hành làm điều công đức, để tạo nhân duyên phước đức cho mình mà về với Phật. Nếu bạn còn tham và làm việc để kiếm thêm tiền, tức là bạn đã ăn hết lộc của bạn ở đời này, đời sau bạn sẽ trở thành người nghèo khổ nhất thế gian. Và cái quan trọng là khi chết, tất cả dứt đi hết, không mang được gì, mà nghiệp thì vẫn phải trả. Vậy thì còn lý do gì để bạn không buông xả? Phật dạy, đừng tuyệt vọng khi không có lối thoát. Trong kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập để cho tâm được thanh tịnh giải thoát. Thứ nhất, tự mình là thiện trí thức, thân cận gần gũi thiện hữu trí thức để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa bảo rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, gần người ác, tâm của mình cũng trở nên hung ác. Thí dụ, như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng lỗ mãng, đôi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu, trên cổ. Nếu nhịn hoài, cảm thấy thua lỗ, nên chửi lại cho quệ. Ngay lúc đó, mình đã quá ra người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác tánh, hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm, còn gần người thiện lành học hỏi được những điều hay lẽ phải,
và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc. Thứ hai, phải giữ gìn giới cấm, thâu nhiếp oai nghi, phòng hộ các căn. Dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng phải canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhất định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra mình còn phải thâu nhiếp lục căn khi tiếp xúc với lục trần. Đừng để cho nó dính mắc, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Thứ ba, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, làm cho nó tăng trưởng. Điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh. Điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Có nghĩa là ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ nên xem thường cái ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra cái thiện lớn. Thứ tư, không nên tụ tập, bàn nói những điều nhảm nhí, vô ích, phi pháp. Mỗi khi nói ra, phải như pháp mà nói. Lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán, hạnh thiểu dục tri túc. Nói về giới, định huệ, giải thoát, tri kiến. Sở dĩ con người bị phiền não, đau khổ là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi. Người này tốt, kẻ kia xấu. Người này đáng thương, còn người nọ thì đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, lại nói chuyện trong chùa. Ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa đến quý vị rằng, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối. Cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy báng, lập bè kết đảng, chống đối thưa kiện lẫn nhau, vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật đã nói, sư tử trùng thực, sư tử nhục. Có nghĩa là con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết nó được. Cũng vậy, Đức Phật nói, đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hàng tứ chúng, tức là tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, tự quỷ diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới, chứ khi nó tới rồi thì mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa có nói, ai hay nói lỗi người khác thường bị mắc quả báo. Cho nên Đức Phật thương hết tất cả chúng sanh, cho dù người đó giữ giới hay phá giới, thiện hay ác, vì con đường đó ngày xưa Ngài đã từng đi qua. Những ai còn vướng mắc, đó là những chúng sanh đáng thương chứ không đáng ghét. Mình nói xấu người khác, người ta không mất gì, chính mình mất đi cái tâm thanh tịnh. Hơn nữa, đến tai người ta lại sanh ra oán thù, đối chọi hơn thua, sát phạt với nhau, nào có lợi ích gì? Nếu người tu không khéo vẫn bị như thường. Còn người nam ở không thì tụ tập kết bè đảng, uống rượu cờ bạc, hễ rượu vào là lời ra, câu mâu quạo quọ, đấm đá lẫn nhau. Cho nên Thánh Hiền nói, nhàn cư vi bất thiện là vậy. Nếu như ai cũng nghe lời Phật dạy, giữ gìn khẩu nghiệp cho được thanh tịnh, gặp ai mình cũng khuyên nhắc lẫn nhau, cố gắng giữ giới. Vì giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác, đồng thời cũng là chiếc áo giáp thần hộ mệnh, làm cho thân tâm của mình được an tịnh, an lạc. Nếu lúc nào cũng đem chuyện đạo đức ra nói hết thì làm gì có phiền não khổ đau. Trong Kinh Pháp Cú, Phật từng dạy, phàm người sống ở đời, miệng lưỡi chính gươm đau, chửi rủa mắng nhiếc nhau là cầm đau tự hại, không bàn luận thị phi, suốt đời được an vui.
Thứ năm là quán thân bất kỉnh. Quán 36 thể trược từ đầu đến chân, đầy dẫy sự bất tịnh. Nào là mồ hôi, nước mắt, nước mũi dãi, răng, ghèn, ráy, máu mủ, thịt, da, gân, xương, tim, gan, phèo phổi, phẫn, tiểu. Hay là quán thân bầm tím, sình chướng nứt nẻ hôi thối, ruồi đậu kiến bu, dòi rút rỉa. Nhờ quán như thế mà tâm được thanh tịnh, xa lìa tham dục và ái nhiễm. Quý vị nên lưu ý, trong khi quán bất tịnh, lấy mình làm đề mục để quán. Thí dụ, mình đang nhiễm sắc mà đem một cô mỹ nữ ra để quán, thì vô tình làm tâm động thêm. Thứ sáu là quán tâm vô thường. Cái tâm nó luôn sanh diệt vô thường, biến ảo không dừng, do nhân duyên hợp lại. Nên có con mắt, có cảnh để thấy vậy thôi. Tâm không ở trong, không ở giữa, không ở ngoài. Nếu đủ duyên thì hợp lại, thấy biết, còn hết duyên là tan rã. Cũng như cái hộp quẹt, có được lửa là do các duyên hợp lại, nào là ga, đá, lửa, vân vân. Đủ duyên, bật lên là cháy, thả tay, hết duyên, liền tắt. Không thể chỉ có ở đâu được. Tâm cũng vậy, tạm gọi là tâm chân, tâm vọng mà thôi. Tâm chân là thấy biết tất cả mà không tham đắm trụ chấp. Còn thấy biết nghe mà tham đắm trụ chấp, đó là vọng tâm. Thứ bảy là quán pháp vô ngã. Quan sát thấy rõ các pháp không có gì là thật, bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ. Nó muốn bệnh hay chết giờ nào thì mình không sao ngăn được. Thí dụ, thân bệnh cho là khổ, hết bệnh cho là vui. Thực ra khổ, vui, thường hay vô thường, tự tánh nó không có gì hết. Cho đến pháp của Phật cũng chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng, hay là thuyền bè để vượt qua sông mê. Pháp của Phật giống như lương dược, tùy bệnh mà cho thuốc. Vì chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương, có gì mà phải chấp tu thế này là đúng, thế kia là sai, cao thấp vân vân. Thứ tám là quán thọ thị khổ. Càng thọ nhiều càng khổ nhiều, cũng vì vô minh lầm chấp cho thân này là thật, nên mãi tìm đủ trăm phương ngàn kế để cầu ăn mặc tham đắm sắc dục. Những thứ ấy họ cho là vui sướng, nhưng họ nào biết rằng vui là gốc của sự khổ đau. Thí dụ, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải cực thân nhọc trí, việc ác gì cũng làm được, bất chấp thủ đoạn, miễn sao cho mình được dính thân phì da, của cải đầy rương, đầy tủ, ai khổ mặc kệ. Khi có của cải nhiều, lại sợ gian phi trộm cướp rình mò. Cho đến tâm dục, họ cho là vui sướng, nhưng trong cái vui ấy chứa đầy những thứ ghen tương, khổ não, phiền muộn. Chẳng qua là lấy khổ làm vui, vui trong sự khổ mà thôi. Cái vui ở thế gian phù du tạm bợ, phía sau của nó chứa đầy những thứ ưu bi khổ nạn. Cho nên người xưa có câu: vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Mong sao tập tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui. Thứ chín là quản sổ tức. Muốn cho tâm không tán loạn, phải theo dõi hơi thở vô ra. Thở ra biết mình thở ra, hít vô biết mình hít vô. Hít vô đếm 1, thở ra đếm 2, lần lượt đếm đến 10, rồi trở lại bắt đầu từ 1. Cứ đếm như thế suốt thời gian tọa thiền, như vậy mà tâm không tán loạn. Nếu ai tu tịnh độ nương theo phương pháp này, niệm hồng danh Đức Phật Di Đà, đếm từ 1 đến 10 và trở lại bắt đầu từ 1, cứ như vậy luân lưu mãi mãi, mau được nhất tâm bấn loạn, vãng sanh cực lạc. Thứ 10 là tu tâm từ. Người nào tu tâm từ sẽ diệt được sân nhuế,
thân tâm an lạc, người đời kính mến, chư thiên gia hộ, tà ma ngoại đạo, độc trùng, ác thú, không thể hại được. Thức ngủ yên vui, diệt trừ oán nghiệp, oán thù từ giải. Muốn có tâm từ, chúng ta phải mở rộng lòng yêu thương tất cả chúng sanh. Gặp ai mình cũng khiêm hạ, lễ phép, kính trọng, tận tình giúp đỡ, cả người lẫn vật một cách bình đẳng, vô tư, gọi đó là tâm của Bậc Thánh. Chính cái tâm bình đẳng này, nó sanh ra vô lượng công đức và diệt trừ tất cả phiền não, sân nhuế. 11 là tu vô thường tưởng. Đức Phật dạy, người nào tu vô thường tưởng, thời vì đó đắc được vô ngã tưởng, đoạn trừ hết ngã mạn. Có nghĩa là quán tất cả các pháp do duyên hòa hợp, không thật, cho nên diệt trừ được ngã mạn, chấp ngã, chấp pháp, dẫn đến thành tựu đạo quả, cứu cánh giải thoát niết bàn, bất sanh, bất diệt. Nói tóm lại, vạn pháp đều do tâm tạo. Phàm trong khi tác ý, muốn làm việc gì, cần phải lấy trí tuệ, tư duy phán xét. Nếu như việc nói năng hành động đem đến lợi ích cho mình và người, thì nỗ lực làm. Còn nếu đem đến thiệt hại cả hai, hoặc lợi mình hại người, thì phải đoạn trừ. Muốn cho có trí tuệ sáng suốt, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Muốn cho được thanh tịnh, tự mình là thiện tri thức và phải gần người thiện lành, cố gắng giữ giới, phòng hộ các căn. Khi nói ra phải như pháp, mà nói lời đạo đức tích cực, làm việc thiện. Quán thân mình là dơ bẩn, vật chất là giả tạm. Tâm không thật, pháp chỉ là phương tiện. Có nghĩa là thấy biết tất cả mà không bị ô nhiễm vướng mắc, trụ chấp, đó là tâm chân thường chân lạc, tự tại giải thoát. Đây là phương pháp nhiếp tâm để duy trì chánh niệm, phản tỉnh thanh lọc, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Động tịnh khổ vui, những môi trường hoàn cảnh xung quanh chúng ta tốt hay xấu đều do tâm tạo ra mọi cảnh ngộ. Thứ tư, hoàn cảnh vô thường. Như quý vị cũng từng thấy và chứng kiến, không biết bao nhiêu những cảnh dinh nhục sang hèn, được mất hơn thua, cứ tiếp tục diễn ra trước mắt. Nào là lâu đài xe cộ, của cải vật chất đầy khó đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trận động đất, thiên tai, hỏa hoạn, bão tố lũ lụt, hay trải qua một cơn binh biến, cũng trở thành những đống tro tàn gạch vụn vùi sâu dưới lòng đất. Kìa là cung điện quý nga của Tần Thủy Hoàng, được xây bằng xương máu của nhân dân, mà giờ đây còn đâu. Nọ là thành cổ loa kiên cố, nay chỉ còn lại những ký ức xa mờ. Và còn biết bao nhiêu thành phố quy nga tráng lệ đã vùi sâu vào lòng đất hay dưới đại dương, khi trải qua một cơn động đất tàn phá, núi lửa phun trào, khủng bố, chiến tranh thảm khốc do loài người tàn bạo gây nên, làm cho vô số sanh linh chết thảm. Những người còn lại sống sót phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Đói, đau, không thuốc, khiến cho vợ xa lìa chồng, cha mẹ ly biệt con cháu. Kẻ ở góc biển, người cuối chân trời, bơ vơ, trông chờ thương nhớ. Những điều đó thường xảy ra trên quả địa cầu này. Quý vị có nghe đài, xem báo đã rõ. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy, tam giới vô an, du như hỏa trạch. Giống như ở trong nhà lửa, ngũ trược ác thế thật đáng khiếp sợ. Nhưng vì một chút miếng mồi ngũ dục làm cho chúng sanh quên hết những khổ nạn đang bao vây bên mình. Quý vị nên nhớ là tất cả vật chất trên cõi đời này đều là vô thường, giả tạm. Vì của vốn năm nhà ta chẳng có, thân này tứ đại vốn là không. Năm nhà đó là giặc cướp lửa cháy, nước trôi, con hư phá sản, nhà nước xung công. Nói đến đây tôi nhớ đến mẫu chuyện. Có ông trưởng giả nọ có bốn bà vợ.
Bà thứ nhất coi ông như khúc ruột, nhất hô bà ứng, muốn cái gì có cái nấy. Bà thứ hai tuy địa vị không bằng bà thứ nhất, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên ông thì mới vui. Bà vợ thứ ba lâu lâu ông ta mới để ý tới. Còn bà vợ thứ tư, số phận hẩm hiu, không khi nào ông đoái hoài đến. Một hôm, ông trưởng giả lâm phải cơn bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, bèn gọi bốn bà vợ tới. Ông nhìn bà vợ thứ nhất nói: "Anh có bốn vợ, em là người anh yêu thương nhất. Vậy khi nào anh chết, em hãy cùng anh qua thế giới bên kia, cho tròn câu sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách." Bà vợ thứ nhất nói: "Em biết tình của anh đối với em rất mặn nồng, nhưng chết là âm dương cách biệt, đường ai nấy đi, em không thể theo anh được." Bao nhiêu gửi gắm vào bà vợ thứ nhất, không ngờ bà trả lời như vậy. Ông trưởng giả buồn tủi ngước nhìn bà vợ thứ hai, ông hỏi: "Còn em thì sao?" Bà vợ thứ hai trả lời một cách phũ phàng hơn: "Hằng ngày anh yêu thương chị cả nhiều hơn em, mà chị còn không chịu đi theo anh, thử hỏi làm sao mà em đi theo anh được. Hơn nữa, em báo cho anh biết, anh tắt thở giờ nào, em đi lấy chồng giờ đó." Ông trưởng giả nghe qua vô cùng buồn bã, bất mãn, chán nản, đau khổ, gượng nhìn bà vợ thứ ba, thấy bà vừa khóc vừa nói: "Anh đừng lo, khi nào anh chết, em sẽ lo ma chay, tuần thất, dỗ quải cho anh, chứ em không thể thực hiện được yêu cầu của anh." Ông trưởng giả tự nghĩ, suốt cuộc đời mình luôn hy sinh chịu đựng không biết bao nhiêu là gian lao cực khổ cho những người vợ. Bây giờ không ai đi theo mình, mà còn có những hành động phũ phàng, giống ân bội nghĩa, thật đáng buồn cười cho thói đời đổi trắng thay đen. Ông vừa nói vừa ứa nước mắt. Bà vợ thứ tư thấy vậy bèn nói: "Tuy hàng ngày anh không ngó ngàng gì tới em, nhưng em tình nguyện theo anh. Anh đến đâu là em đi tới đó." Không chỉ riêng ông trưởng giả đó có bốn bà vợ thôi đâu, mà trong tất cả chúng ta đều có sẵn bốn bà ấy. Bà thứ nhất chỉ cho thân mình: vừa đói đã ăn, vừa khát đã uống, vừa lạnh đã đắp, nực thì quạt liền, tìm đủ mọi cách cung phụng cho thân được đầy đủ tiện nghi, tha hồ hưởng thụ ngũ dục trên sự đau khổ của người khác. Nhưng khi chết rồi, nó vẫn trở thành thây ma, hôi thối trong nghĩa địa. Nếu đem đi thiêu, chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi. Bà vợ thứ hai là chỉ cho tiền tài của cải vật chất, khi còn sống nó là của mình, đến lúc chết nó qua tay người khác, chớ nào có đem theo được gì đâu. Cho nên bà ta nói: "Anh chết giờ nào em đi lấy chồng giờ đó" là vậy. Bà vợ thứ ba chỉ cho thân bằng quyến thuộc, dầu họ có thương mình lắm là lo ma chay, tuần thất dỗ quẩy, khóc lóc kể lễ tiễn đưa quan tài tới quyệt mồ hay lò thiêu là cùng, chứ không ai dạy gì mà chết theo. Bà vợ thứ tư là chỉ cho những nghiệp lành hay dữ trong đời bình sinh của mình. Có nhiều khi vì vợ, vì con hay thân bằng quyến thuộc mà tạo không biết bao nhiêu lỗi lầm. Ăn thì chung, tội thì lãnh riêng. Kinh Địa Tạng cũng dạy: tội mình làm thì tự gánh lấy, không ai thay thế được cả. Vậy mà chẳng có mấy ai thức tỉnh, cứ đắm mình trong tình tiền danh lợi. Vì quá tham lam, con người tìm đủ trăm phương ngàn kế đem ra thi thố, tranh danh đoạt lợi, giành giật từng chén cơm manh áo, tranh nhau từng tấc đất, cực lực đấu đá với nhau cho đến chín sống mười chết, tha hồ hốt của phi nghĩa. Nhưng họ lại quên rằng tất cả ai rồi cũng sẽ chết, hễ có rồi lại không. Hôm nay của mình, ngày mai qua tay kẻ khác. Thế mà có người ỷ mình giàu có, mua quan bán chức,
nghênh ngang hống hách, đàn áp bóc lột. Sống sao qua kiêu kỳ đến xương máu, mồ hôi nước mắt của người khác, cho rằng như thế là hay, là giỏi. Nhưng họ đâu có ngờ rằng chỉ cần sa cơ thất thế là phải lâm vào hoàn cảnh tù đày hoặc tử hình hay là tha phương cầu thực. Trong kinh Bồ Tát Giới có dạy: tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc cha mẹ nhiều đời, chết rồi sanh trở lại trong lục đạo. Nếu chúng ta giết hại hoặc hơn thua, tức là sát phạt tranh giành với người thân trong quá khứ của mình, chứ không ai xa lạ. Kinh báo hiếu: Phật lại đóng xương khô để tưởng niệm lục thân quá khứ. Ngài đã từng tuyên bố: tất cả người nam là cha của ta, người nữ là mẹ của ta, từ đó mà sanh ra. Như thế để cho chúng ta thấy được lẽ đó mà mở rộng lòng từ bi đối xử với tất cả chúng sanh. Nếu không, mình sẽ trở thành kẻ cuồng si độc ác, sát hại người thân trong quá khứ, dung bồi cho người thân hiện tại, thật là tội lỗi và vô nghĩa. Đó là điều lầm lẫn do thiếu trí tuệ mà ra. Con người vì lòng tham vô bờ bến, mong cầu đủ thứ, nào là giàu sang quyền chức, vua chúa, vợ đẹp con ngoan, mọi sự như ý, khổ cực tìm cầu không được thì bực tức ưu phiền. Nếu có được đi chăng nữa, đến khi mất lại càng khổ thêm. Cũng chính vì danh lợi tình làm cho con người phải điêu đứng, đảo điên, khổ sở, thất vọng, đến nỗi phải nguyên sinh. Như tôi thấy thỉnh thoảng có người đem vong vô chùa, hỏi ra mới biết chết vì thất tình. Mình nghĩ thế gian bộ hết người rồi hay sao mà lại dại dột đến thế. Nhưng khi xem kinh mới hiểu, chẳng qua họ chết là vì kiếp trước đã từng làm cho người ta khổ lụy chết thảm. Bây giờ tự nhiên nghiệp thức khiến cho họ tự nghĩ, nếu không sống chung với người đó thì chết, chứ không ai thay thế được, vì nhân nào quả nấy, đành rằng chẳng sai. Tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Bạn phụ tình, bạn nghĩ thế sao? Bởi vậy cổ đức than rằng: hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến chết chúng khiêng quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non. Chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới thấy gớm ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Để đánh thức người đời, trong kinh Pháp Cú có dạy: khi Đức Phật ngự tại nước Sáp Vệ, trong thành có một ông già dòng Bà La Môn, đã 80 tuổi, nhà giàu, của cải vô số. Nhưng ông ta thuộc hạng người khó độ, chẳng biết gì đạo đức, cứ mãi tạo nhiều điều bất thiện, không biết lo cơn vô thường, mà chỉ biết lo làm nhà cho đẹp, tạo tác đủ thứ, nào là nhà trước cửa sau, nào là lầu mát nhà ấm, nào là nhà đông nhà tây, hai hàng dài có chừng vài chục nóc. Nhưng chỉ có cái nhà trước và nhà sau còn cách nhau chưa liền. Mỗi khi đi lên xuống thường bị mưa nắng bất tiện, nên ông đích thân ra chỉ huy cho chúng thợ làm. Bây giờ Đức Phật dùng đạo nhãn xem thấy ông già này không còn mấy hôm nữa sẽ bị tận mạng. Thế mà ông nào có tự biết gì đâu, nên cứ loay hoay nhọc sức, không lợi ích gì cho đời sau, thật là đáng thương. Đức Phật với A Nan, hai thầy trò cùng đi đến tận nhà, vui vẻ hỏi ông rằng: ông lão làm gì đó, có nhọc mỏi không? Già nay còn cất nhà này nữa chi thế? Ông đáp và giải thích: nhà trước để tiếp khách, nhà sau để tự ở. Hai dãy đông tây cho con cháu tôi tớ ở, và để của cải. Mùa hè nóng bức, thượng lên lầu cao cho mát. Mùa đông lạnh lẽo,
xuống nhà kính cho ấm. Ngài đã hiểu hết chưa? Đức Phật bảo, ta nghe danh ông đã lâu, muốn gặp nhau để đàm luận cho vui. Nay ta sẵn có một bài kệ khẩn yếu. Kệ này có ích cho những lúc an lành hay bất hạnh. Giờ đây muốn tặng cho ông, vậy nên nghỉ tay rồi cùng ngồi, ta đọc cho ông nghe được không? Ông đáp, tôi đang bận việc lắm nên không thể ngồi đàm luận được. Mai mốt nếu ngài đến thời hay biết bao. Nếu bài kệ khẩn yếu thì ngài cứ việc đọc, tôi vừa làm vừa nghe cũng được. Đức Phật phải chiều lòng đọc kệ. Có con thêm có của, người mê lo bận rộn, ta chẳng phải là ta. Con của đâu có thật, cao sang sẽ xa cơ, của cải hợp rồi tan. Tài sản nhiều đến đâu, không tránh khỏi già chết. Người ngu không lo trước, chẳng biết tai quả đến. Ngu tự xưng là trí, ấy thật là rất ngu. Ông già Bạc Phước ấy khen ngợi, ngài thuyết kệ hay thật, nhưng nay bận quá. Ngày mai ngài đến chúng ta sẽ cùng bàn luận thì hơn. Thế là Đức Phật thương hại cho ông ta rồi đi. Đức Phật vừa đi không xa, ông già tự tay đưa cây lên cho thợ làm. Chẳng may bị sẩy tay, cây rơi xuống đánh vỡ đầu chết ngay tức khắc. Người nhà la khóc gian dội, động cả xóm làng. Đức Phật đi chưa bao xa thì xảy ra tai biến này. Ngài đi đến một làng khác, vừa gặp 10 người phạm chí. Họ hỏi ngài đi đâu vậy? Phật đáp, ta đi đến nhà ông già ở làng kia với mục đích để thuyết pháp, nhưng ông không tin và cũng không biết tai biến vô thường. Ta vừa đi thì ông ấy đã chết vì cây rơi trúng. Rồi Phật lại vì các ông phạm chí thuật lại ý nghĩa bài kệ mà ngài vừa mới đọc cho ông già kia nghe khi nãy. Khi nghe xong, phạm chí vui mừng hớn hở, đều được thấy dấu vết của đạo. Liền đó, Đức Phật thuyết một bài kệ khác cho mấy ông nghe. Ngũ ám gần người trí, như bầu chứa hương vị, chứa đựng tuy đã lâu mà chẳng biết được mùi. Sáng suốt gần người trí, như lưỡi nếm mùi vị, khi đưa đến chót lưỡi thì liền biết vị gì. Người ngu lo tạo tác, vì thân chuốc tai họa, cam lòng làm việc ác, tự gây ra tội nặng. Khi ăn năn đã muộn, dầu cho có khóc than, nào có ích lợi gì. Thân ác nghiệp gây rồi, trả báo do nhân gieo, phải chịu quả đắng cay. Các ông phạm chí được hân hạnh nghe bài kệ này, lòng tin càng bền vững, vui mừng làm lễ phụng hành. Cổ đức cũng dạy, thương mấy người đời không giận không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ rồi cũng chết, danh lợi giàu sang rốt cũng không. Trăm khéo trăm khôn tuồng giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng hoàng không. Suốt đời lo lắng gây cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay không vẫn không. Ngẫm lại, từ cổ chí kim, danh vọng vật chất có gì tồn tại mà phải lao tâm nhọc sức gây ra nhiều nghiệp ác như núi Thái Sơn để tiếng nhơ lưu hậu thế. Ôi dòng danh lợi kiên cố đã giam hãm con người từ vô lượng kiếp. Xã hội càng văn minh, khóa lợi cùng danh càng siết chặt. Vì thế, người đời cả sang lẫn hèn, chẳng có mấy ai tự tại an vui. Muốn khỏi bị danh lợi xiềng trói, ta cho nên tham muốn nó. Đức Phật chủ trương đạo giải thoát, khuyên chúng sanh ít ham muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham lam keo kiệt, bỏng sẻn.
nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí. Thuở Phật còn sanh tiền, một hôm tín nữ Sumana sớt bát cúng dường tam bảo xong, liền đến đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thường sớt bát cúng dường và bố thí, những việc làm đó kết quả của nó như thế nào, xin Phật từ bi chỉ giáo. Phật bảo: Này Sumana, nếu trước khi con cúng dường bố thí, trong khi cúng thí cho đến sau cùng đều khởi tâm hoan hỷ, thời phước đức ấy quả thực vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả Bồ Đề, thời sau khi chết sanh trở lại vào nhà tôn quý, xuất gia được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ, và chẳng bao lâu đắc được đạo quả Bồ Đề. Trong kinh A Hàm, Phật dạy: Nếu người nào thường phát tâm bố thí cúng dường như lời Phật dạy, người đó khi đi, đứng, nằm, ngồi, phước đức thường sanh không dứt. Như chuyện ông Cấp Cô Độc xây cất tịnh xá Kỳ Viên chưa xong, mà cung trời đã kiến tạo dành sẵn cho ông rồi. Chẳng những vậy thôi mà còn vượt qua mọi ách nạn. Thuở xưa, Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, Ma Dương đến quấy nhiễu đủ mọi cách, nhưng không bao giờ làm lay chuyển được tâm Ngài. Ma Dương hỏi Phật: Sao Ngài không ở hoàng cung để hưởng những lạc thú, tội gì dấn thân vào chốn nguy hiểm khổ cực này? Nào rắn rết, hổ beo, ma quỷ, Ngài không sợ sao? Phật từ tốn bảo: Có gì mà phải lo sợ? Ma Dương nói: Ngài lấy chi để bảo vệ? Phật đáp: Chính cái phước đức nó tự bảo vệ ta. Ma Dương không sao làm lung lạc được lòng Ngài, liền biến mất. Phật bảo: Người nào có phước đức tự nhiên, tâm minh, trí sáng, nói làm cầu mong việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người không có phước, tâm trí mê mờ, nói không ai nghe, làm đâu thất bại đó, cầu muôn việc đều không thành tựu, thường chuốc họa vào thân. Ông bà mình thường bảo: Có đức không sức mà ăn. Vì thế, chúng ta nên cố gắng dung bồi phước đức cho mai sau, nếu không thì hưởng hết phước thì nguy. Muốn cho sự bố thí cúng dường được kết quả tốt đẹp, phải thực hành bố thí ba la mật là không thấy mình thí, vật thí và người thọ thí. Nếu ta chấp vào sự bố thí cúng dường thì dễ sanh tâm phiền muộn, bực tức khi họ không làm vừa ý mình, từ đó sanh ra hủy báng, tự mình diệt hết phước đức. Như chuyện bà Thanh Đề cúng dường cho chư tăng mà không được tiếp đón nồng hậu, liền sanh tâm độc ác, lấy thịt chó trộn làm bánh cho các thầy tu ăn, nên mới bị đọa vào cảnh ngạ quỷ. Do đó, khi bố thí, vì lòng từ làm cho chúng sanh an lạc, mà mình không mong cầu gì hết, cái tâm đó nó rộng lớn như hư không, chẳng so lường được. Còn nếu như tính toán so đo, thì phước đức bị hạn chế, không khéo sanh ra tội lỗi, mất hết tất cả phước lành. Có nhiều người nghèo quá, tôi khuyên bố thí để chuyển hóa cái nghiệp của mình. Họ lại trả lời rằng: Con nghèo quá, lấy cây gì để cho? Tôi nói: Quý vị nghèo lắm cũng như hai vợ chồng đàn đị già, chỉ có một cái chăn để đi xin ăn, mà còn dám cúng dường cho một vị tỳ kheo đem về tịnh xá. Đức Phật Tỳ Bà Thi bảo đem lại cho Ngài. Phật đưa cái chăn lên tuyên bố: Trong đại hội cúng dường hôm nay, người cúng dường cái chăn này là phước lớn hơn hết. Tất cả đại hội ai nấy đều lấy làm lạ hỏi Phật: Nguyên do tại sao? Phật nói: Vật tuy khinh mà trọng ở chỗ tâm chí thành. Rồi Phật thuật lại cảnh khốn khổ của vợ chồng đàn đị già.
ai nghe qua cũng đều cảm động, đem tiền của đến giúp đỡ. Nhờ căn lành đó mà 91 kiếp liên tục được sanh vào nhà tôn quý, gặp Phật Thích Ca, xuất gia tu hành đắc đạo. Thứ hai là chuyện ông Khưu Trường Xuân số chết đói, nhưng nhờ lấy thân mình cõng người qua dòng suối Bàn Khê suốt 6 năm, tiếng tốt đó đồn đến tai vua, liền cho người rước ngài về phong làm quốc sư. Cho nên thế gian dùng tướng, Phật dùng tâm, chứ không phải vật nhiều hay ít. Vì thế có câu: kiếp trước chẳng thí mới chịu nghèo, bây giờ khổ não nó đeo theo. Người sau của cải càng dữ dã, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Hay là giúp người đừng mong trả ơn, hảo tâm bố thí liên tòa được lên. Phật dạy trong các thí, pháp thí là bố thí bất tử, phước ấy cao thượng hơn hết trong các phước điền. Thật đúng như lời Phật dạy, nhờ học giáo lý mình mới biết cách tu hành rồi truyền cho người khác đồng tu cho đến ngày thoát dòng sanh tử. Nên ngài nói, chúng sanh nào muốn cho thân tâm an lạc thì phải học giáo pháp. Vì pháp có công năng diệt trừ phiền não, cấu uế và duy trì tình thương yêu đoàn kết, từ đó sanh ra phước lộc, làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Nhưng ít ai nghĩ đến, cứ mãi đam mê ra vào chốn lợi danh, có lúc xem kinh được vài câu liền sanh tâm ngao ngán bỏ qua, thậm chí có người cả đời chưa xem được chữ nào. Chính vì xem thường lời Phật dạy, nên từ trong gia đình đến xã hội xảy ra lắm cảnh thảm họa thương tâm, thiếu đạo đức là cửa ngõ đưa đến bại vong. Để tránh những tai họa đó, quý vị nên cố gắng nghe kinh nghe pháp và truyền trao cho người xung quanh, để họ biết cách tu hành hóa giải ác nghiệp. Nhờ phước đức đó, nghiệp của mình cũng được nhẹ theo. Thế nên tôi xin khuyên quý vị, khi có kinh sách hoặc băng giảng, nên cho người khác nghe xem. Nếu không, để lâu cũng hư, mà không sanh được phước, lại thêm kiếp sau phải bị quả báo dốt nát. Như truyện ngày Bàn Đặt, Phật dạy chỉ có 2 chữ: chổi quét, mà ngài không nhớ cũng do dấu pháp mà ra. Giả lại vô thường đâu có định ngày, nếu cứ mãi chất chứa, dù có kho vàng núi bạc, quan quyền vua chúa, cung phi mỹ nữ, vợ đẹp con ngoan, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được gì ngoài 2 chữ tội và phước. Ôi, tham tất cả rồi cũng mất tất cả. Nhưng có một điều quý vị nên lưu ý là, khi đưa kinh hoặc băng cho người khác xem nghe, cần phải xét coi có phù hợp tinh thần giáo lý của Đức Phật hay không. Vì có nhiều người nói, không có thiên đường địa ngục, Tây phương tịnh độ, tất cả đều ở thế gian. Họ nói, khoa học ngày nay phóng phi thuyền lên cung trăng sao Hỏa, chẳng thấy một vị tiên nào, và thăm dò trái đất cũng không thấy địa ngục ở đâu. Như chúng ta thấy không gian vô tận, có vô số vì sao. Khoa học ngày nay đi đến mấy cái rồi mà vội vàng cho là không có, đó chẳng khác nào lấy trí phàm phu mà so lường bậc thánh. Vì trong kinh Đức Phật có nói, lý kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, có nghĩa là Phật nói có nhiều thiên đường địa ngục, Tây phương tịnh độ mà họ cho là không có, tức là ma rồi. Có nhiều người nói rất là hay, thường đem giáo lý Đại Thừa Bát Nhã ra, nói cái gì cũng là không, cho nên chẳng cần lễ bái tụng kinh niệm Phật. Nhưng chúng ta đã thấy trong kinh Pháp Hoa, tiền thân của Đức Phật là Thường Bất Kinh Bồ Tát, gặp ai ngài cũng kính trọng lễ bái. Còn ta là phàm phu mà lại có thường sự lễ bái tụng kinh niệm Phật hay sao? Nếu không có tướng thì làm gì có tánh. Trong khi kinh Kim Cang
Đức Phật dạy tu Bồ Đề. Phàm là cái gì có hình tướng đều là giả dối, để cho chúng sanh đừng chính mắc vào đó trong lúc tu hành, chứ không phải bỏ hết các hạnh lành. Vì thế Phật nhấn mạnh rằng, nếu người nào chẳng giữ giới thì sẽ không thành tựu được định huệ và giải thoát. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng cũng từng dạy: miệng nói tiếng không, nhân ngã ba độc, tức là tham sân si, chất chồng, sánh tâm ngạo mạn, tham lam bỏng sản. Nói về lòng tham của con người, hiền nhân có than rằng: của trần chớ bận lòng tham, từ lâu tham nó đâu làm chi nên. Tham vốn là căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sanh linh. Tham danh, tham lợi, tham tình, càng tham càng thấy lòng mình không an. Tham khi được rồi toan lo giữ, rủi mất đi sanh sự buồn rầu, trong lòng cứ rạo rực luôn. Phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng? Tham thì gian, kế sang đến tội, tội vốn là nguồn cội tử sanh. Bao nhiêu khổ ách hoành hành, do lòng tham đắm nảy sinh phần nhiều. Vậy ráng bỏ, đừng chịu nó nữa, để cho lòng thường bữa được yên. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả, lòng nguyện không gây. Ngày xưa có một nhà hiền triết bảo con cháu, khi ông chết, ghi trên bia mộ của ông câu thế này: đến đây tôi chỉ còn lại những gì tôi cho. Khổng Tử cũng nói: thế thượng dạng ban đô thị giả, nhân sanh đạo thức quả duy chơn. Có nghĩa là dạng vật trên cõi đời này đều là vô thường giả tạm, duy có đạo đức mới là trường cửu. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, như chúng ta đã biết, sự dối trá chính là nguyên nhân mầm mống gây ra các vụ tiêu cực trong xã hội, làm băng hoại đạo đức, bao che trù dập, làm mất lòng tin trong đời sống tốt đẹp của mọi người, nhất là những người nắm cán cân công lý, phải là người có trách nhiệm bổn phận cao, liêm chính, chỉ công vô tư, thì mới có thể giúp cho đất nước này ngày càng đi lên, tiến tới công bằng, dân chủ, văn minh, bền vững và lâu dài. Đức tính trung thực và thành thật là điều mà mỗi người cần phải rèn luyện trau dồi nhờ tính sâu nhân quả. Vậy sao ta không rèn luyện nó ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để khi ra đời ta sẽ xem nó là một trong những điều cần thiết nhất để bước vào cuộc sống hiện đại ngày nay. Người trung thực là người thật thà, ngay thẳng, chân thành trong cách đối xử với mọi người, luôn nhìn nhận khách quan về các sự việc trong cuộc sống, luôn tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Sau đây là lời Phật dạy làm người không nên gian trá. Có người cho rằng làm người cần phải biết tùy cơ để hòa thuận với mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ biết hùa theo để lấy lòng người ta mà không có một quy chuẩn nào cho mình, vô tình bạn sẽ trở thành người gian trá, giảo hoạt, giả dối, nói không thật lòng. Đó là ba phạm trù khác nhau: nói dối để lừa gạt nhằm đạt mục đích cho mình. Trường hợp này, bạn có thể không từ thủ đoạn lừa dối bằng lời nói hoặc hành động để thực hiện mục đích lừa người. Giả dối tức là bạn làm thế nào để người khác tin là bạn nói thật. Còn giảo hoạt là bạn làm người ta không biết chủ ý thật của bạn là như thế nào. Bạn luôn đặt mình trong trạng thái biến đổi linh hoạt để chiều theo ý người nhằm thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Tuy nhiên, giảo hoạt vẫn có đôi phần thực, nên mức độ của giảo hoạt có ít nhiều sai khác so với không thực lòng và giả dối.
một người có tính giảo hoạt, thường rất biết chiều lòng người. Hơn nữa, người khác không thể nắm bắt chủ ý thật của họ. Khi bạn sống với người giảo hoạt, bạn sẽ rất khó chịu vì bạn không nắm bắt chủ ý thực của họ là như thế nào. Khi bạn hỏi ý kiến người giảo hoạt thì họ sẽ không trả lời thật lòng. Thí dụ như bạn hỏi màu đỏ tốt hay là màu vàng tốt, họ sẽ hỏi ngược lại bạn: thế ý bạn thì sao? Nếu bạn trả lời là màu vàng tốt thì họ cũng sẽ nói với bạn là màu vàng mới tốt. Cũng như thế, khi bạn nói đỏ mới tốt thì họ cũng liền hùa theo đỏ mới tốt. Vì thế người giảo hoạt thường để bạn đưa ra ý kiến, đồng thời họ cũng sẽ suy đoán ý nghĩ của bạn rồi nói hùa với bạn. Bạn có thể nắm bắt được chủ ý thực sự của người giảo hoạt. Thực ra họ đang muốn bảo vệ lợi ích và lập trường của mình, nên hay nói kiểu nước đôi thế nào cũng được. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể khẳng định đó là họ đang lừa gạt bạn nhằm đạt được kết quả cho lợi ích của họ. Người giảo hoạt thường xui khiến người khác làm điều xấu, còn bản thân họ chỉ là người ném đá, giấu tay, không cho người khác biết mình đã làm gì. Có thể họ không có chủ ý làm tổn thương hoặc gây tổn thất cho người khác, nhưng trong thực tế, họ đã làm tổn thương người khác để bảo vệ lợi ích của mình. Người giáo hoạt thông minh, nhưng thực ra đó chỉ là kiểu khôn giặc. Họ cũng tự hào về bản thân là người thông minh, còn người khác đều là thằng khờ trong mắt của họ. Đây là mẫu người không dũng cảm, không dám đối diện với tật xấu của mình, chỉ thích làm việc ném đá, giấu tay. Bạn có thể dễ dàng phát hiện người giảo hoạt. Ở Thượng Hải, người ta quen gọi kẻ giảo hoạt là hòn đá tròn, gọi thế để chỉ tính cách chung của người này. Nếu bạn lưu ý, sẽ phát hiện ra lời nói đến hành động của người giảo hoạt thường thiếu sự chân thật. Họ thường cố ý che đậy tính xấu của mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Họ giấu được một hai ngày, một người hay hai người, chứ không thể giấu được mọi người mãi được. Giảo hoạt cũng như lừa gạt, dần dần sẽ lộ chân tướng. Khi đó mọi người sẽ tự tránh xa họ. Người giảo hoạt không đáng tin cậy, ai ai cũng muốn lánh xa. Một khi bạn phát hiện họ không đáng tin cậy, khi những việc tốt tự nhiên cũng sẽ không đến với họ. Cuối cùng họ chỉ trơ trọi một mình, chẳng ai dám làm quen với họ nữa. Người ta thường nói thỏ khôn ở ba hang để tránh kẻ đi săn. Nhưng con thỏ khôn ngoan thường ở hang có ba lỗ thoát nạn. Khi lỗ hang này bị lắc, nó sẽ trốn sang lỗ khác. Cũng như thế, để bảo vệ lợi ích của mình, người giáo hoạt thường chuẩn bị cho mình những phương án phụ. Thí dụ, bạn có ba ngôi nhà, bạn nói với mọi người đến tìm bạn ở bất kỳ trong ba ngôi nhà kia đều gặp được bạn, nhưng đến cả ba nhà tìm vẫn không thấy bạn đâu. Khi người khác đến tìm bạn một đôi lần không gặp, tự nhiên họ sẽ không cần tìm bạn nữa. Bạn làm thế nào để bảo vệ mình? Không những người muốn hại bạn không tìm được, mà cả người muốn giúp bạn cũng không thể tìm bạn được. Thậm chí ngay cả bản thân cũng không thể tìm ra bạn. Vì thế, giảo hoạt không phải là tính tốt. Phần lớn mọi người đều chân thành vì họ hiểu rõ ràng giảo hoạt chẳng có lợi ích gì cho mình cả. Một khi quen với sự giảo hoạt, tự nhiên nó sẽ trở thành tính cách của bạn. Khi đó, người khác sẽ dễ dàng phát hiện. Cuối cùng, người chịu thua thiệt không phải là ai khác mà chính là bản thân bạn. Muốn trừ bỏ tính giảo hoạt, bạn phải tập cho mình đức tính chân thật, giữ chữ tín. Bạn phải học cách nói thật, thái độ phải trầm tĩnh, không nên nổi giọng động. Khi nào bạn làm được điều này thì khi đó
bạn sẽ xóa được tính giả hoạt. Đương nhiên, khi giả hoạt đã trở thành thói quen, tính cách của bạn, thì cần phải có thời gian nhờ sự quyết tâm mạnh mẽ để từ bỏ những nét tính cách này. Xa rời người sống hai mặt. Người hai mặt là chỉ những người khi ở trước mặt người khác một kiểu, nhưng sau lưng lại sống một kiểu. Thí dụ, khi gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng sau lưng lại chê bai nhục mạ. Đó chính là người hai mặt. Họ đối đãi với người khác bằng sự giả dối. Chúng ta thường khó phát hiện tình cảm giả dối của người hai mặt. Chúng ta không biết sự cung kính lễ độ của họ chỉ là sự giả dối bên ngoài. Nhưng nếu bạn thấy đối phương quá khách khí, lúc đó bạn nên tự đặt dấu hỏi, vì kẻ sống hai mặt có thể nói bất kỳ điều gì, miễn là có lợi cho họ. Một người cố ý tô điểm vẻ ngoài cho mình nhất định sẽ có mục đích. Trong thực tế, bất kỳ hành động, lời nói nào vượt quá mức lễ phép thông thường đều là giả dối. Thực ra, bạn chỉ cần lưu ý quan sát sẽ dễ dàng nhận thấy thật giả. Không một người xa lạ nào nhất định chẳng có lý do gì để hết lời ca tụng tán dương chúng ta, trừ phi họ có mục đích gì khác. Trường hợp quen biết lâu ngày, họ vẫn như thế, chứng tỏ một là họ thật lòng, hai là thói giả dối đã trở thành bản tính trong họ. Tôi từng gặp một người, người này có thói quen hễ gặp bất kỳ người nào đều xưng hô với người đó rất lễ phép, thậm chí là đứa trẻ cũng lễ phép, nghe vô cùng khách sáo. Dùng từ tôn xưng người khác cần phải đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng, nếu không người khác sẽ cảm thấy giả dối khó chịu. Nếu chỉ vì thói quen chứ chẳng có ác ý hay mưu cầu gì thì cũng không sai. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tránh thói quen này. Trong sách Luận Ngữ có câu: người ăn nói khéo quá, trang điểm quá lòe loẹt, chứng tỏ là người thiếu lòng nhân ái. Trong giao tiếp, chúng ta cố gắng nói lời chân thật, nói lời như lòng mình đã nghĩ, đừng trau chuốt lời ăn tiếng nói nhiều quá. Thực ra bất kỳ người nào sống không thật lòng đều cảm thấy day dứt khó chịu. Trừ những người đã thành thói quen, họ không còn nhận thấy mình giả dối nữa mới không cảm thấy khó chịu mà thôi. Chứ người khác vẫn cảm nhận trong lời nói của họ thiếu sự chân thật. Khi gặp những người giả dối, tốt nhất là bạn nên tránh mặt. Chỉ khi bạn tiếp xúc gần gũi, rất có thể bạn sẽ bị tổn thương những lúc thích hợp. Bạn có thể nhắc nhở họ, bạn không nên ăn nói quá khách sáo và thái độ như diễn kịch như thế nữa, vì với tôi, nó chẳng tác dụng gì cả. Nếu người đó vẫn không chịu nghe lời thì tốt nhất bạn nên tránh họ. Phải chăng người tốt sẽ chịu thiệt thòi? Người ta thường nói người tốt dễ bị lừa, ngựa tốt dễ bị cưỡi. Ý nói là người tốt sẽ dễ phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng thường làm phiền người tốt nhiều hơn trong các đệ tử, cả tại gia lẫn xuất gia của tôi. Những ai biết chân lời thì tôi lại thường làm phiền họ, nhờ họ giúp hết việc này đến việc khác. Sở dĩ như thế là vì người tốt thường biết tiếp thu, phê bình, biết dâng lời. Tôi có thể chỉ trích họ, thậm chí mắng họ trước mặt mọi người, nhưng họ không những không giận tôi, ngược lại còn cảm ơn tôi vì chỉ đúng điểm sai của họ. Tôi thường mắng một đôi vợ chồng Phật tử là ngu si. Sau khi mắng, cả hai vợ chồng không những không giận mà còn nói với tôi một cách xúc động: cảm ơn sư phụ. Tuy nhiên, chỉ khi nào tôi tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao họ làm sai trái mới mắng đau để răn đe, nhắc nhở, không cho phép tái phạm. Nếu tôi chưa hiểu đầu đuôi sự việc, sẽ không dám mắng khi thấy họ chân thành thẳng thắn, bộc bạch tâm sự. Thật sự cầu thị cần tôi sửa sai, tôi sẽ mắng một trận đơn thân. Vì những trường hợp như thế, nếu nói lời mềm mỏng sẽ không có tác dụng.
Nếu muốn chữa bệnh nặng, phải dùng thuốc mạnh. Vì thế đôi lúc tôi phải tùy cơ để dẫn dắt học trò. Những người biết sửa sai, thích người khác chỉ điểm lỗi lầm của mình để sửa đổi, thì mắng chửi là cần thiết cho họ. Sau khi họ bị trách nặng lời, họ sẽ thay đổi, họ sẽ không còn than thân trách phận, tự dằn vặt đau khổ nữa. Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng ta rất khó tìm được những người như thế. Trường hợp người không chịu sửa sai, không thích bị chỉ trích, không chịu tiếp thu, dạy dỗ sẽ khác. Chúng ta không nên trách họ. Khi bạn trách, sẽ bị khò khử suốt đời. Có lúc dạy là trách mắng, có lúc là sự thỉnh cầu, tùy theo tính cách của mỗi người. Chúng ta chọn cách tiếp cận tương ứng để chỉ ra sai lầm của họ. Những người thế này, chúng ta nên hạ mình, nói lời mềm mỏng. Thậm chí có lúc tôi còn xin lỗi họ. Những khi họ thấy tôi xin lỗi, họ sẽ nghĩ thầy đã nhận sai. Chúng ta nên thương thầy và nghe theo ý thầy. Còn đối với những người không mắng, không khuyên, không nói lời mềm mỏng để dạy dỗ được, thì tốt nhất nên chọn cách khác. Mỗi khi gặp họ, tôi chỉ chào A Di Đà Phật, con khỏe không, hoặc nói là xin chào là được. Vì những người như thế, nếu chúng ta trực tiếp nói làm như thế, sẽ không ổn, vì họ sẽ lập tức nói, con không sao đâu. Hoặc bạn có lòng tốt khuyên họ làm thế là không được, họ sẽ đáp ngay là, có gì mà không được, người khác có vấn đề, chứ con có vấn đề gì đâu. Những trường hợp như thế tôi chỉ nói, ừ, gần đúng rồi, người khác sai, chứ không phải con. Chúng ta nên tìm cách khác để làm lại xem sao. Người tốt thường bị chỉ trích trách mắng. Như thế phải chăng điều đó chứng tỏ người tốt thường sẽ bị thiệt thòi? Thực ra, người không chịu tiếp thu ý kiến phê bình, không có cơ hội sửa sai, không gặt hái được lợi ích đích thực mới là người chịu thiệt. Nếu được, bất quá chỉ là cái hư vinh nhất thời, cái tự tôn miễn cưỡng chứ chẳng phải là lòng tự tôn thực sự. Với tôi, họ không xếp vào hạng tốt hay xấu, nhưng với riêng bản thân họ, nhất định là họ. Chính họ không có cơ hội sửa sai, cứ mãi hoài như thế, thậm chí đến hết đời không biết mình sai để sửa. Vì thế, khi bạn nói chuyện với người khác, mặt họ không dám cãi lại hoặc khó sợ, lúc đó bạn cần tỉnh táo xét lại bản thân, nghĩ mình phải chăng là người xấu khiến người khác phải lánh mặt sợ và không thèm nói chuyện với mình. Khi bạn bị người khác ghẻ lạnh, không muốn tiếp xúc, bạn khó nhận được ý kiến xây dựng từ người khác. Nếu người khác làm phiền bạn nhưng có lý, bản thân bạn cũng nên tình nguyện để họ làm phiền. Điều đó chứng tỏ rằng bạn là một hành giả Bồ Tát đích thực. Nói chung, biết khiêm tốn, lắng nghe lời chỉ trích trách mắng của người khác là một ưu điểm. Như Khổng Tử đã từng nói, văn quá tắc hỷ, hữu tắc cải chi, vô tắc ra biển. Có nghĩa là nghe người khác chỉ lỗi thì thấy vui mừng. Nếu mình có lỗi thực sự thì sửa lỗi, nếu không thì cố gắng đừng phạm. Đối với lời phê bình chỉ trích của người khác, bất luận mình có lỗi hay không, cũng cần phải cảm ơn người đã nhắc nhở mình, vì đó là nguồn động lực nuôi nấng nhân cách của mình. Nhân cách của mình, 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 nhân cách. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị khán thính giả, chúng ta thường phán xét một người dựa trên vẻ ngoài của họ, nhưng ít khi hiểu được rằng đằng sau khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó hay hành vi lạ lùng đó là cả một thế giới đầy rẫy những mối lo toan, suy nghĩ, trăn trở hay những nỗi phiền muộn mà chỉ có họ mới hiểu được. Chính họ đang diễn nốt vai của mình, và chắc chắn họ đã làm rất tốt.
bạn cũng vậy, cũng đang trong một vở kịch mang tên cuộc đời. Vậy đừng chỉ dựa vào những gì họ nói ra hay hành động của họ mà phán xét. Chẳng ai có thể khẳng định sẽ đủ mạnh mẽ và tươi cười khi bị người khác chỉ trích, đặc biệt là những lời chỉ trích không có căn cứ. Cuộc sống có rất nhiều sự việc xảy ra mà chẳng thể nào chúng ta hiểu rõ được bản chất. Chính vì vậy, không thiếu những lần chỉ vì quá vội vàng, chúng ta đưa ra những lời phán xét làm tổn thương người khác, khiến cho sự việc trở nên trầm trọng. Cuối cùng, đến khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn màng. Câu chuyện dưới đây chính là lời nhắc nhở dành cho mỗi người. Đừng bao giờ đánh giá người khác dựa trên suy nghĩ cá nhân chủ quan, mà hãy xem xét tất cả các phương diện. Đừng vội vàng phán xét người khác khi bản thân không hiểu rõ về họ. Mỗi người đều sống có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Người khác không có cách nào để hiểu được tường tận. Vậy cho nên đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi bạn không hiểu về tình huống chân thực của họ. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng có một chú heo, một chú cừu và một chú bò sữa bị nhốt trong một cái chuồng. Một lần nọ, người chủ bắt chú heo. Chú heo liền lên tiếng kêu thất thanh, chống cự mãnh liệt. Cừu và bò sữa không thích tiếng kêu của chú heo nên giận dữ chỉ trích: "Người thật làm quá, ông chủ mỗi lần bắt chúng ta đều không kêu to ầm ĩ như nhà ngươi." Chú heo nghe xong liền đáp lại: "Việc bắt các anh và bắt tôi là hai việc khác nhau. Ông chủ bắt các anh chỉ muốn lấy lông và sữa của các anh, nhưng ông ấy bắt tôi là muốn lấy tính mạng của tôi. Các anh sao có thể hiểu được?" Cừu và bò sữa nghe xong đều im lặng, không nói được lời nào. Câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn ngủi, đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Nó nói cho chúng ta biết rằng người có lập trường không giống nhau, ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau thì sẽ khó có thể hiểu được đối phương. Nếu như chúng ta có thể đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề, có thể lý giải được người khác từ sâu bên trong nội tâm của họ. Có một câu chuyện khác như thế này. Một vị bác sĩ sau khi nhận được một cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật, liền vội vã chạy đến và thay đổi trang phục vào bệnh viện. Cha của bệnh nhân nam đã không kiềm chế được bực tức mà trách móc: "Tại sao ông có thể đến muộn như vậy chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai của tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm hay sao? Ông đúng là một người không có chút trách nhiệm nào cả." Bác sĩ cười nhẹ nhàng: "Nói thật, xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện. Khi nhận được cuộc gọi điện thoại đó, tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút." "Bình tĩnh? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông thì ông có thể bình tĩnh được hay không? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi, ông sẽ như thế nào đây?" Cha của người bệnh phẫn nộ nói liền. Bác sĩ vẫn ôn tồn giải thích: "Được rồi, tôi sẽ đọc thầm kinh Phật, hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông." Cha của bệnh nhân lại tức giận nói: "Chỉ có những người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói những lời như vậy." Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công. Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra rất vui vẻ, nói với người cha: "Cảm ơn trời đất, con trai của ông đã được cứu rồi." Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sĩ vội vàng rời đi và nói: "Nếu như có vấn đề gì, ông có thể hỏi y tá." Cha của người nam bệnh nhân giận dữ bất bình, nói với y tá: "Ông ta thật ngạo mạn, ngay cả việc tôi muốn hỏi tình huống của con trai mình có mấy phút đồng hồ cũng không được." Nữ y tá rớt nước mắt nói: "Con trai của vị bác sĩ hôm nay đã qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông, cũng chính là lúc
bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi, bác sĩ phải vội trở về để chôn cất con trai của mình. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con ở nơi hoang dã. Hai con đều cho rằng hoàn cảnh bản thân mình đều không tốt. Đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương, thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều không còn. Một con chết vì đói, một con chết vì u sầu. Sở dĩ chúng ta không thể hiểu biết được câu chuyện cuộc đời của một người, mãi mãi không thể cảm nhận được sự hỉ nộ ái ố mà người ta đã phải trải qua, cho nên chớ có vội đánh giá và mong ước được như họ. Những mâu thuẫn không đáng có trong các mối quan hệ, những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra, nguyên căn đều đến từ cái nhìn phiến diện của con người. Vì vậy, không nên có cái nhìn hẹp hòi chủ quan như thầy bói xem voi, vội vàng đánh giá người khác. Hãy luôn cố gắng nhìn nhận và lý giải câu chuyện từ nhiều góc nhìn trước khi vội phán xét. Từ đó có thể thấu cảm, chia sẻ với họ từ tận đáy lòng của mình để trở nên gần gũi và gắn kết. Một câu chuyện khác, một con tàu du lịch gặp sự cố đắm thuyền. Trên thuyền chỉ còn một cặp vợ chồng cùng nhau chạy đến thuyền cứu sanh. Nhưng trên thuyền chỉ còn một chỗ trống duy nhất. Người đàn ông này thì đẩy vợ mình ra sau và lên thuyền cứu sanh. Lúc đó, người phụ nữ này nói với chồng một câu. Nói đến đây, bạn tôi hỏi tôi, cậu nói cô ấy sẽ nói gì với chồng mình? Tôi đoán cô ấy sẽ rất tức giận, cho nên đáp, tôi hận anh, đúng là tôi bị mù mới lấy anh. Bạn tôi lại nói, người phụ nữ này hét lên một câu, chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Bây giờ tới kể nốt câu chuyện. Sau khi thuyền chìm, người đàn ông được cứu trở về nhà, đơn độc nuôi con gái lớn lên. Nhiều năm sau, ông ta bị bệnh và qua đời. Con gái của ông khi sắp xếp lại di vật của cha, phát hiện cuốn nhật ký. Thì ra, bố mẹ của cô đã cùng nhau lên thuyền. Họ biết mẹ bị bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Nói về lúc đó, chỉ còn một cơ hội sống sót cuối cùng, ông đã viết trong nhật ký, anh muốn cùng em chìm xuống đáy biển, nhưng anh đã không làm được, bởi vì con gái của chúng ta. Anh chỉ đành để em một mình nằm dưới đáy biển sâu. Thiện và ác trên thế gian có lúc lắm mối rối bời, khó lòng có thể phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định. Người thích chủ động thanh toán tiền không phải bởi người ta dư giả, mà là bởi người ta xem trọng tình bạn hơn là tiền bạc. Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình không phải bởi người ta ngốc, mà là bởi người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm. Sau khi cãi nhau, người xin lỗi trước không phải bởi người ta sai, mà là bởi vì người ta hiểu sự trân quý của người bên cạnh. Người tình nguyện giúp đỡ người khác không phải vì nợ người khác điều gì, mà là bởi người ta xem người đó chính là bạn. Cuộc sống của người khác phát sinh điều gì, họ đang trải qua những khó khăn, trắc trở gì, đứng tại lập trường của mình, chúng ta không thể nào biết được. Những điều chúng ta nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chúng ta có từng trải qua nỗi khổ đau mới hiểu được nỗi khổ đau của người khác. Chúng ta có từng trải qua con đường gập ghềnh nhấp nhô mới hiểu được người khác đang trải qua. Một người thật sự hiểu được, tu dưỡng bản thân sẽ hiểu được lời nói có lợi, có hại, hiểu được không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía. Như vậy, giữa con người với con người, việc làm tổn thương nhau sẽ giảm đi rất nhiều. Có câu, hạnh phúc không phải là được quyết định bởi tài phú, quyền lợi và dung mạo, mà được quyết định bởi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh. Bạn muốn là một người vui vẻ hạnh phúc,
Vậy hãy lấy việc đối xử tử tế với người khác làm xuất phát điểm cho mình. Khi bạn đã biết đón nhận cuộc sống bằng cái nhìn đa chiều, bạn đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân và mọi người xung quanh. Biết suy nghĩ cho người khác, chúng ta có thể trở nên rộng lượng và bao dung. Đây là tiền đề để kết nối những mối quan hệ trở nên bền chặt và chân thành. Không có gì tầm thường trên thế giới này, tất cả đều phụ thuộc vào góc nhìn.